Mình mà vào ha. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện nào. Lạy Cha yêu dấu chúng con, Đức Thánh Linh ơi, con cầu xin Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và khi chúng con nhận biết lẽ thật thì lẽ thật nào mà chúng con nhận biết sẽ lẽ thật đó sẽ giải phóng chúng con khỏi mọi tội lỗi, khỏi mọi ràng buộc, khỏi mọi sự giới hạn. Con cảm ơn Chúa, con giao phó thời gian tiếp theo trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài tiếp theo sau đề tài trả thù đó là chớ cắt vạt áo hay là đừng đốt cháy giai đoạn, cũng nói về Saul, cũng nói về David. Chúng ta cùng nhau xem Thi Thiên 57. Tôi sẽ cố gắng cái đề tài này đi thẳng vào trọng tâm hơn, chúng ta sẽ kết thúc nó sớm. Vấn đề không phải là giảng nhiều, vấn đề là chúng ta nhận được nhiều hay không. Lời Chúa nói, thơ David, đây là bài thơ mà David làm khi người chạy trốn trong hang đá khỏi Saul. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao. Từ Đức Chúa Trời Chí Cao đây là một đấng tối cao, đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, đấng biết mọi sự và điều gì mà Ngài làm cho chúng ta là điều hoàn thiện nhất. Ông biết tin cậy, trông cậy vào một Đức Chúa Trời Chí Cao. Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Chúa là đấng làm thành mọi việc cho tôi, chứ tôi không dùng cơ bắp, không dùng xác thịt của mình để làm thành việc đó cho tôi. Không phải bởi năng lực, không phải bởi quyền thế, nhưng bởi thần của Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Có nhiều khi Chúa Ngài kêu gọi chúng ta, chúng ta có sự kêu gọi, nhưng không có nghĩa là chúng ta dùng sức của mình để đoạt được những điều đó. Và Chúa luôn luôn nhắc trong phục truyền đoạn 8 rằng, hãy nhớ nhé, không phải vì năng lực các ngươi mà các ngươi đoạt những sản nghiệp này nhé, không phải bởi cơ bắp của các ngươi nhé, không phải bởi tài trí của các ngươi nhé. Abraham đã học một bài học, lời hứa sẽ ra một cậu con trai, nhưng ông bà đã dùng tài lực của mình để giúp Chúa. Và cuối cùng Ishmael, chứ không phải Isaac, Ishmael đã được sinh ra, đó là đứa con của xác thịt. Và chính cái dòng dõi Ishmael đó với dòng dõi Do Thái bây giờ đã đánh lộn nhau cho đến bây giờ vậy. Thật ra không phải là Chúa phán với cho chúng ta một điều gì đó và chúng ta dùng sức của chúng ta để hoàn thành lời phán của Ngài, mà David nói rằng, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. David cần một người vợ, nhưng mà người vợ đó lại là cái bẫy của David. Saul đưa mi canh tới cho David. Và Kinh Thánh chép rằng Saul nói rằng, ta sẽ làm một cái bẫy cho cái tên này. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi quà tặng tới với chúng ta lại là cái bẫy, mà đôi khi kẻ thù đến với chúng ta lại là cánh cửa của cơ hội. Mi canh xuất hiện với David là một cái bẫy, nhưng mà Goliath xuất hiện thì lại là cánh cửa. David gặp Goliath, có nhiều người gặp Goliath đã bỏ chạy. Chúa bảo, tại sao ngươi bỏ chạy? Cả mấy năm trời ngươi cầu nguyện, Chúa ơi, hãy mở cơ hội cho con. Bây giờ ta đưa cơ hội là Goliath tới đấy, ngươi lại bỏ chạy. Còn có nhiều người cầu xin Chúa, Chúa ơi, cho con một chiếc xe ô tô. 2 tháng sau, một người cho bạn tặng chiếc xe ô tô, nhưng cẩn thận, chưa chắc nó phải đến từ Chúa đâu. Cạm bẫy của ma quỷ, một miếng mồi, trong đó có lưỡi câu đấy. Thấy chưa? Trong bất cứ một chuyện gì, chúng ta cần phải để ý. Gặp Goliath, phải cầu xin Chúa, Chúa ơi, đây là cái gì? Đây là cơ hội. Con cần phải sống tới. Hay là đây là kẻ thù mà con cần phải ngồi vào thúng để trốn khỏi thành Đa Mách. Mi canh xuất hiện là một món quà. Chúa ơi, đây có phải là phước từ Ngài không? Bởi vì sau đó,
Cái món quà đó vô sinh, không đẻ được, đó là sự rủa xả. Bởi vậy cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Đừng nhìn thấy nó là điều tốt mà là tốt. Đừng nhìn thấy nó là tội mà là tội. Amen. Dạ. Dạ. Con người chúng ta luôn luôn nhìn thấy một sự việc và kết luận là tốt hay tội. Nhưng mà Chúa luôn luôn đặt câu hỏi, cái này nó được sinh ra từ đâu? Nếu như luyện yoga cảm thấy tốt cho sức khỏe, Chúa nhìn vào đặt câu hỏi, yoga được đẻ ra từ đâu? Nguồn của nó mà đã tội thì chả có bao giờ nó là tốt cả. Dạ. Bởi vậy cho nên có những người họ thấy có ai đó cho tiền. Có một cô gái khi mà cô đi từ Việt Nam chạy sang Nga, sau đó mới phát hiện ra là đẻ là chửa. Có nghĩa là cô đã có chửa với người chồng ở nhà, một người bạn trai ở nhà, và sang bên Nga bắt đầu cô ấy chửa đẻ đứa con. Và cô một lần cô ấy làm chứng rằng, ôi mục sư ơi, hôm đó là buổi nhóm tế bào, cô đến làm chứng, ôi mục sư ơi, phép lạ xảy ra mục sư ạ, là hôm nay tôi vừa mới đưa con tôi đi dạo phía dưới nhà này, có một cái cậu thanh niên đến gặp con tôi, nó chơi với con tôi rất là vui, đưa cho tôi 500 rúp bảo tặng cháu, thấy chưa, tôi đang thiếu tiền cầu nguyện, bỗng nhiên chú cấp tiền cho tôi ở dưới đấy. Tôi bảo cẩn thận, mục sư cứ quá cẩn thận chứ, mình cầu nguyện cần tiền Chúa lại cho mình tiền như vậy đó, phải cảm tạ Chúa chứ. Tôi bảo phải cẩn thận, không phải cái gì tốt cũng là tốt đâu. Cô ấy nghe chắc là tay này sang tay kia, bảo ông ấy quá là cẩn thận thôi. Hai ngày sau, ngày chủ nhật, cô chạy đi nói mục sư ơi, tuyệt chết mục sư, tôi bảo có chuyện gì, tối qua nó gõ cửa 2 giờ sáng, tôi bảo ai đó, vì là cô ở một mình với đứa con, gõ cửa, có ai đó, anh đây, bảo anh là ai, cái người mà cho tiền cháu đấy, bảo anh đi làm gì, cho anh vào với, hóa ra là nó muốn ngủ với tôi. Bây giờ mới biết rằng là cái gì tốt bây giờ chưa chắc là tốt, động cơ của nó tồi thì tốt là tồi. Bởi vậy cho nên Chúa không bao giờ nhìn vào kết luận là cái này tốt hay là cái xấu, mà Chúa luôn nói rằng nó sinh ra từ đâu. Mọi sự sinh ra từ Đức Chúa Trời thì mới thắng được thế gian. Cái gì sinh ra từ Đức Chúa Trời mới thắng được thế gian. Cho nên một câu nói đặc biệt mà từ trời nói rằng, này là con của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Có nghĩa là mọi sự, mọi việc, mọi chương trình mà ra từ con của ta thì nó mới đẹp lòng ta mọi đàng. Còn nhiều việc, nhiều sự việc, nhiều chương trình mà ra từ các ngươi, không ra từ con của ta, nó có thể đẹp lòng của nhiều con người nhưng mà không đẹp lòng ta. Dạ. Cảm ơn Chúa vì thi thiên vừa rồi của David, từ trong hang đá ông đã làm bài thi thiên, Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hang đá nào, chúng ta cùng nhau xem cái sự việc xảy ra tại hang đá mà từ đây nó tạo ra cái bài thi thiên này như thế nào. Samuel 1 đoạn 24 đừng có bao giờ vì con người mà bạn chấp nhận làm sai với ý muốn Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ vì đẹp lòng con người mà bạn không đẹp lòng Chúa. Phê-rơ răng đã từng nói trước tòa án công luận rằng, tôi phải vâng phục ai, sợ các vị hay là kính sợ Đức Chúa Trời? David là một tấm gương cho chúng ta biết ông luôn luôn là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đoạn David đi lên khỏi đó ngụ tại trong đồn En-Gedi. Khi Saul đuổi theo dân Philistine trở về rồi, có người đến nói cùng Saul rằng, kìa David ở trong đồng vắng En-Gedi, tôi đã đến cái vùng đất này rồi. Saul bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người cho đến hòn đá của dê rừng. Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chuồng chiên. Tại đó có một hang đá, Saul bèn vào đó đặt đi tiện, là đi đại tiện ấy. Và David và bọn đi theo người cũng ở trong hang, ở cùng trong hang. Có sự vô tình không? Cái gì lạ lạ đây nhỉ? Đúng cái hang mà David cùng với những người quân của mình trốn, thì ông này ông đi vào nghỉ à? Bao nhiêu hang khác ông không vào,
mà lại phi ngựa kiểu gì mà đúng lúc đó là đau bụng, không trước đó, không sau đó. Mọi người thấy hay không? Tiếp theo, những kẻ theo David, bạn biết rằng những người theo David là người tướng tài lắm. Đầu tiên họ không phải là tướng tài, họ là những người nợ nần, cay đắng, những người mà bị trốn tránh, bị ruồng bỏ đi theo. Thành ra đây là một cái nguyên tắc. Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Còn kẻ mà được sức giàu, bạn ở cùng với những con người đó, bạn được sức giàu như họ. Từ 400 con người đầy thương tổn, đầy nợ nần, đầy đau đớn, ở cùng với một con người được sức giàu là David, họ trở thành những tướng tài cực kỳ giỏi. Đã. Và chính họ là những người mà sau này bạn đọc giới thiệu từng người một đấy. Có những người mà nắm vào cái gươm trong tay, ở trong ruộng ngô oánh giặc đấy, đến mức độ mà tay nó cứng, không mở tay ra được nữa vì nó đánh suốt ngày như vậy. Đấy. Rồi có những người mà 4 tên Goliath sau đó là những người này xử trảm hết. Chúng ta biết rằng trong khu vực này có 5 Goliath. Thành ra David nhặt 5 viên đá, chứ không phải là trượt viên đầu ném viên sau. Là xuất hiện 5 tên đánh cả cụm luôn. Yeah. Thành ra là giờ lại sang bên 2, đoạn 21 đó, là còn 4 tên Goliath cao rành ràng đó, mà tướng của David cùng David đã diệt. Yeah. Tiếp theo, hãy lắng nghe này. Những kẻ theo David nói cùng người rằng, này là ngày của Đức Giê-hô-va đã có phán cùng ông. Chúa đã phán với David như vậy đấy. Bây giờ họ sử dụng cái lời tiên tri đó để nói với David rằng, đây, thời điểm đã tới rồi. Này là ngày mà Đức Giê-hô-va đã có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù người nghi vào tay ngươi. Nhưng họ thêm cái từ sau này, hãy xử người tùy ý ông. Chứ không phải từ, không phải là tùy ý Chúa. Tùy ý ông. Thành ra chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Không phải người ta cứ sử dụng lời Chúa là từ lời Chúa. Ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa là vì Chúa có phán sẽ sai thiên sứ đỡ ngươi, hãy nhảy từ nóc đền thờ xuống đi. Và đây là lời của con người khuyên. Bởi vậy cho nên David suy nghĩ và đúng, lời này đúng chứ. Không thể có chuyện mà mình chui trong hang này mà nó lại vào đại tiện đúng hang này. Mà kìa, nó ngồi trước mặt mình mông bít ở kia kìa. Đó, rõ ràng cơ hội đến thôi. Không. Chứ chắc là phải cơ hội. Đây là bài toán thử lòng ngươi đấy. Đó. Chính hắn phi hay phát giáo, cắm vào tường, đang ngồi trước mặt ngươi, tay ngươi cũng cầm cây giáo đây này. Đang ngồi kia, mặt nó quay ra ngoài cửa hang, mặt đỏ gay đang dặn kìa. Mà nó dặn như vậy là nó không còn nghĩ gì nữa, không còn biết gì nữa rồi. Đây là cái khoái thứ 5 đây này. Mọi người biết nó có tứ khoái, nhưng mà khoái thứ 5 là khi mà đau bụng muốn buồn mà được giải quyết là khoái thứ 5. Nó cởi hết áo rồi nó ngồi kìa. Gươm giáo nó để sang bên. Bây giờ hoàn toàn là không có cái gì để phòng vệ hết. Yeah. Nhưng David đứng dậy cắt trộm vạt áo tơi của Saul. Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Tại sao nhỉ? Tại sao ông lại cắt vạt áo tơi không giết, thế mà vẫn còn tự trách? David chuẩn bị xử trảm Saul để trả thù. Bỗng nhiên có tiếng chiên kêu. Bởi vì không vô tình cái hang này để làm dưới chuồng chiên. Mọi người để ý không? Ở câu số 4 này, Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó, tại cái chỗ mà nuôi chiên này này, có một cái hang. Và đây là khu vực mà David chăn chiên ngày xưa. Chỗ này ông thông thuộc giống như trên lòng bàn tay của ông ấy vậy. Ông chui trong đó trốn. Phía trên là nơi mà ông đã chăn chiên. Cũng tại nơi đó những bài thi thiên mà David đã hát cho ngài. Cũng tại nơi đó ta lựa chọn ngươi hỡi David. Và khi ông chuẩn bị giơ gươm để xử trảm Saul, Chúa nhắc nhở cho David biết rằng ai là đấng lựa chọn ngươi, và tại sao ngươi lại tự thực hiện cái chương trình
của ta dành cho ngươi. Ai là người khởi đầu và ai sẽ là người kết thúc nó? Hay là ta khởi đầu cho ngươi, còn ngươi giành quyền quyết định? Lập tức ông run rẩy cầm cái áo một mẩu vải vậy, hối hận. Đáng lẽ mình cũng không cần phải cắt nữa cơ, tại sao lại làm như vậy? Bởi vì tôi kêu cầu Đức Chúa Trời chí cao, bởi vì Ngài hoàn thành việc đó cho tôi. Thi Thiên từ đó ra đó. David nhìn thấy Saul đang ngồi kia, cái áo của ông ta kia là áo đang là tôi mặc, áo vua là của tôi. Bên cạnh những người bạn của David nói rằng: David ơi, quyền của ông, chúng tôi không được quyền xử trảm con người này, vì Đức Giê-hô-va hứa với ông là ta phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Ông hãy quyết định đi, ông hãy xử lý ngày hôm nay, lần này là lần cuối cùng và sẽ không bao giờ chịu khổ nữa. Vợ tôi khổ quá rồi David ạ, vợ ông cũng khổ quá rồi, các con chúng tôi chui lùi suốt ngày nó không được đi học. Tổng thống cứ gọi ra, đi ra khỏi rừng để đi học, nó bây giờ nó vẫn chui đây, khổ lắm, lạnh lẽo. Thành ra hãy giúp cho chúng tôi nữa đi, để cho chúng tôi đỡ khổ, ông cũng đỡ khổ, con ông cũng đỡ khổ. Ông trở lên làm vua và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hôm nay hắn ngồi tại đây. David nói: không, không đụng tới người đã được sự giàu. Chúa sẽ xử lý. Sự báo thù thuộc về Ngài. Ngài là đấng xử lý hết thảy. Còn tôi không cắt vạt áo, tôi không đốt cháy giai đoạn. Jacob đã từng đốt cháy giai đoạn, nấu một tô phở đuôi bò cho Esau ngồi ăn, bán quyền trưởng nam. Và ông này ông tham ăn quá, ông bảo tôi cho mày luôn quyền trưởng nam. Vẫn chưa xong, ông ta lại tiếp tục học những món ăn ngon và giả danh làm Esau, lừa bố của mình để nhận cái phước đó. Rất là ma lanh, ông ta dùng sức của mình để đoạt được những ơn phước thuộc linh. David học được bài học, Jacob gieo gì đã gặt đấy. Mẹ của Jacob hứa rằng: con cứ lừa đi, lộ ra là mẹ chịu. Bà đã mất con ngay sau đó luôn. Bà ta chết khi đứa con yêu dấu của mình không có bên cạnh. Còn Jacob đã phải trả giá. Bà thử tưởng tượng cái giá của ông trả. Ông yêu ra trên, làm việc cật lực cày bừa 7 năm trời để đợi lại cái đêm tân hôn đó. Ông chắc là uống rượu say nào đó, ăn ngủ với người khác mà vẫn nghĩ là ra trên, mở mắt ra: con nào đấy? Và cuối cùng là ngủ với chị gái của ra trên. Vợ tới đâu? Cuối cùng bố nói rằng: đây cái làng này cái luật đấy, chị phải đi trước, ô tô nhỏ phải đi sau, còi to nó phải cho nó đi trước, thế là bao giờ chị phải cưới trước. Thế mày làm thêm 7 năm nữa đi, có nghĩa là 14 năm cày bừa để cưới được hai cô. Dạ. Và ông nói rằng: tôi đã bị lừa nhiều hơn những gì mà tôi đã gieo, khổ lắm. Và cuối cùng Jacob vật lộn với Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, vật lộn bị đánh trẹo cẳng. Chỉ lúc mà ông chống gậy là lúc đó ông mới chiến thắng. Còn trước đây chân ông mới khỏe, ông ấy tin cậy vào cơ bắp xác thịt của mình, ông thất bại. Còn lúc ông chống gậy là lúc huy hoàng nhất. Bài gọi là Hebrew đoạn 11 nói rằng: Jacob đã nương trên cây gậy của mình chúc phước cho dòng dõi. Hình ảnh của Jacob chống gậy què chân đó, đi mà thập thọp đó, lại là hình ảnh oai hùng nhất vào thời kỳ cuối cùng của Jacob. Ông gặp gỡ một vị vua ngang với tổng thống Mỹ bây giờ là Pharaoh, trò chuyện một bác nông dân du mục ngồi đối diện với Pharaoh trò chuyện chân thọt. Nhưng mà lúc đó là lúc ông ấy
nhờ chân của một đấng khác. Còn trước đây ông chạy bằng hai chân khỏe của mình thì chuốc lại thất bại. Ông lấy sức của ông ấy để đốt cháy giai đoạn. Nhưng cuối cùng con đường tắt lại là con đường đi lâu nhất. Đi đúng theo con đường Chúa chỉ dạy mình thấy nó xa, nhưng mà lại là con đường đến đó nhanh nhất. Còn chạy tắt lại là con đường mất thời gian nhiều hơn. David học được bài học của Gia-cốp. Không, nhất định không đốt cháy giai đoạn. Đức Chúa Trời thực hiện chương trình của Ngài cho tôi. Abraham và Sarah đã đốt cháy giai đoạn để Ích-ma-ên ra đời. Còn tôi nhất định nhờ cậy vào Ngài. Amen. Rồi tiếp theo, tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Người nói cùng kẻ theo mình rằng nguyện Đức Giê-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta, là kẻ chịu sức giàu của Đức Giê-va. Hãy nhớ này, David, ông ta không khinh bỉ Saul. Ông ta vẫn gọi Saul là Chúa của ông. Nhưng tội của Saul vẫn là tội. David đã đứng lên trước mặt Saul nói, ông phạm tội. Ông là một kẻ như thế này, như thế kia. Tại sao ông lại đuổi theo tôi là một con bọ chét như vậy? Ông phạm tội với Đức Giê-hô-va. Chứ không im lặng. Bạn có thể nói cái tội, cái sai của người khác với một tấm lòng vẫn kính trọng họ chứ không sỉ nhục. Nhưng bạn không thể dùng cái gọi là im lặng. Chưa chắc im lặng đã là kính trọng người ta đâu. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Lắng nghe này. Kinh Thánh chép rằng hãy hiếu kính với cha mẹ thì ngươi được phước và sống lâu trên đất. Từ hiếu kính đó, bạn phải giải thích cho người châu Á và người Trung Quốc hiểu rõ hơn. Chứ cái hiếu kính của đạo Khổng đó, nó lại hiểu kiểu khác đấy. Mọi người biết hiếu kính của đạo Khổng là gì không? Một, không đẻ con trai là bất hiếu. Không có thằng chống gậy nữa, ra đồng là bất hiếu. Hai, có điều kiện làm quan mà không ra làm quan để cả họ được nhờ là bất hiếu. Thời gian mới ra tham nhũng mới nhiều như vậy đó. Là có ba điều đó, là ba điều bất hiếu đấy. Bạn vào Google và bạn đánh ra mà xem. Điều thứ ba thì ít ai người ta sử dụng, đó là thấy bố mẹ mình làm sai mà im lặng để cho họ làm sai, đó là điều bất hiếu. Con người chúng ta chỉ sử dụng hai điều trên thôi. Không đẻ con trai là phải đi có bồ nhí. Nó vừa khoái lại vừa thực hiện chữ hiếu. Cả dòng họ nó hùa vào. Điều thứ hai là đút lót bằng được để làm quan. Sau đó rút ruột. Điều thứ ba thì không làm. Sợ khi bố mẹ làm sai, không có góp ý, không có đến nói chuyện. Cái đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu. Thế ra khi nói những lời Kinh Thánh chép rằng hãy có hiếu với cha mẹ, mình cần phải hiểu rõ. Bởi vì nếu tâm trí của chúng ta mà không được thay đổi thì chúng ta sẽ hiểu theo cái cách mà chúng ta đã từng được hiểu. Chữ hiếu có nghĩa là mày phải đẻ con trai, mày phải có nhiều vợ. Nếu mà ba bốn cô này mà vẫn đẻ cho toàn con gái thì mày phải có đứa thứ vợ thứ năm. Như vậy mình đã phạm với lời răn của Đức Chúa Trời. Rồi mày phải tham nhũng, ăn cắp tiền để mang về cho cả họ được nhờ. Chữ hiếu là như vậy đó. Thành ra phải hiểu cho đúng theo cái cách mà Kinh Thánh dạy nữa cơ. Chứ không phải cứ băm bổ những cái từ đó. Người ta cũng dùng cái từ đó, nhưng mà họ hiểu kiểu khác. Còn Kinh Thánh là phải hiểu rõ nội dung mà lời Chúa dạy chúng ta ra làm sao. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Thành ra David là người mà ông ta nói rằng là tôi không tra tay mình trên người, vì người đã chịu, là kẻ chịu sức giàu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy của trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào khỏi mình Saul. Ông bảo vệ Saul đấy. Ông nói rằng không, không được quyền đụng vào con người này, để cho Chúa của ta xử lý. Còn các ngươi và ta không được quyền đốt cháy giai đoạn. Vì những người này họ khổ quá rồi, họ muốn giết để mà họ ra khỏi hang. Nhưng mà nếu mà bạn không ra khỏi hang theo cách của Chúa thì bạn lại sẽ chui vào hang trở lại. Mọi người hiểu không? Chỉ có Chúa đưa chúng ta ra khỏi hang thì chúng ta mới được tự do.
Còn nếu chúng ta tự mò ra khỏi hang theo kiểu của chúng ta thì ngày mai lại chui vào hang khác thôi. Thầy Trâm có một bài thơ: ngàn năm ta vẫn là ta, từ trong hang đá chui ra, vươn vai một cái rồi ta chui vào. Chúa đã đứng giúp cho ta ra khỏi hang. Và cảm ơn Chúa, 13 năm David chạy trốn, ông ta đã được ra khỏi hang một cách rất là êm thấm. Và một điều buồn của Saul đó là gì? Saul và con trai của mình là Jonathan đã chết. Cả dòng dõi chỉ còn lại một đứa con bị què thôi, một đứa cháu bị què. Và rất là buồn cho Jonathan. Ông ta đã nói với David rằng: anh sẽ làm vua, tôi sẽ làm thủ tướng cho anh, nhưng vì nể tình cha mà không dám thực hiện. Thế cho tôi rất là cảm ơn Chúa vì các con của Cô-rê. Khi đảng Cô-rê chống lại Môi-se, họ đứng như vậy, đất sẽ há miệng nuốt. Các con trai của Cô-rê nói: ba ơi, con nói với ba nhiều lần rồi, đừng có chống lại Đức Chúa Trời. Và bây giờ ba cố tình như vậy thì con phải vâng lời Chúa thôi, chứ không vâng lời ba mẹ được. Kinh Thánh chép rằng các con trai của Cô-rê đã bước ra khỏi và đất há miệng nuốt băng đảng Cô-rê phản bội. Và con trai của Cô-rê vẫn còn sống. Thành ra bài thi thiên của con cháu Cô-rê đó vẫn còn sót lại là như vậy đó anh chị em. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy đọc nhiều lời Đức Chúa Trời để đừng có bị lòe hay là bị lừa. Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời để đừng bắt con mình hiếu kính với chúng ta mà chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Có nhiều khi chúng ta sai. Tôi là cha tôi sai. Tôi thấy thằng con tôi ngồi trong toilet im lâu. Tôi bảo: Danny làm gì trong đó? Nó bảo là ôi, dặn. Tôi bảo: không, kinh nghiệm của tao không thể có chuyện dặn lâu như vậy được. Mày làm gì? Nó nói rằng iPad đang xem. Mở cửa ra. Mở ra nó nhìn cầm cái iPad như vậy. Tôi bảo: không được quên vào đây là xem iPad. Nó bảo: ba cũng xem iPad trong toilet mà. Tôi bảo: ừ đúng. Tại sao con không được xem? Ba vẫn xem mà. Và tôi mới nói với nó: ok, ba xin lỗi con. Chúng ta bây giờ không làm cái đó nữa. Ba sẽ thay đổi và con sẽ thay đổi. Và nó bảo: ok. Tôi tức lắm. Tao làm được sao mày chỉ trích tao? Tao là bố, tao là thích làm gì tao làm chứ. Cái nhà này ai làm chủ? Đó là cái kiểu của chúng ta là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đàn áp nó sẽ lắng nghe, nó sẽ sợ, nó im. Nhưng sau lưng á, nó nói rằng: ông này không phải là người dũng cảm. Thật ra đó, những điều gì ông giảng trên bục giảng ấy kìa, có thể ông giảng hay đấy, nhưng mà thực tế có thể khác. Chỉ chuyện iPad thôi mà ông ta xử lý như vậy thì có nhiều cái tội ông đã giấu lắm. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bạn đánh mất một điều quý giá khác chỉ vì bạn che giấu cái iPad vụ này thôi. Thành ra là phải rất là cẩn thận để cho ở trong căn phòng có vợ và có con của bạn ngồi nghe. Chúng nó có thể nói rằng: đúng, ba tôi là người như thế. Ở nhà ba tôi cũng như vậy. Và tại đây giảng cũng y như vậy đấy. Chứ không phải giảng ở đây một đằng mà ở nhà sống một kiểu khác. Và lời Chúa dạy chúng ta ở đây: đừng cắt vạt áo của người khác. Hãy để Chúa trao cái áo nguyên vẹn đó cho bạn. Bạn cắt ngày hôm nay nó bị rách, ngày mai bạn sẽ mặc cái áo choàng bị rách. Bởi vì áo đó thực sự nó là của bạn trong tương lai. Hãy giữ nó nguyên vẹn để sau này khi Chúa trao cho bạn cái áo làm vua đó, bạn không mặc rách. May mà David chỉ cắt một mẩu, chứ không cắt một cái nửa áo này đâu, đi hở hết cả mông đi lên làm ngôi vua mà cái áo này nó hở. Thành ra vì cớ của bạn trong tương lai, đừng làm cái đó ngày hôm nay. Amen. Đầu tiên chớ trả thù vì cớ phước hạnh của bạn. Điều thứ hai, vì cớ tương lai của sự hoàn thành chức vụ của bạn, đừng cắt vạt áo đó, bởi vì nó là của bạn. Áo choàng của sự sức giàu đó là của bạn trong tương lai. Thế đừng cắt nó. Hãy để nó nguyên vẹn để sau này bạn mặc cái sự sức giàu nguyên vẹn đó để mà hoàn thành chương trình mà Chúa dành cho bạn. Amen. Cúi đầu chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì những kinh nghiệm qua lời của Ngài. Con giao phó những điều gì mà chúng con được nghe ngày hôm nay qua lời Chúa. Đức Thánh Linh yêu dấu, hãy hoàn thành
những việc của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con giao phó anh chị em chúng con tại đây trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, Chúa ban phước cho mọi người. Cảm ơn mục sư Hùng rất là nhiều. Quý vị có thỏa lòng không quý vị? Dạ. Chúng tôi rất là cảm kích là quý vị ở đây mà không nôn nóng. Tôi biết khi một đến một thánh mà Mỹ chúng tôi thường đến thì khoảng